Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị 5 cái từ khóa mà nó sẽ mở cửa trái tim người khác, chinh phục người ta. À, trong cái lúc mà anh chị giao tiếp hay là anh chị bán hàng thì anh chị sẽ thấy được là những cái từ khóa này nó có quyền năng vô cùng, mà tôi học tập được từ những cái người thầy tuyệt vời của mình trong cái lĩnh vực kinh doanh và marketing. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị. À, cái từ đầu tiên mà trong kinh doanh và trong thuyết phục người khác đó chính là từ you, là từ bạn. Khi mà anh chị nói chuyện người khác, viết trên Facebook hay là mình trò chuyện người ta, anh chị bắt đầu bằng cái từ bạn thì sẽ làm cho người ta trở nên thu hút hơn. Ơi chào bạn, hay à, bạn mong muốn sở hữu bao nhiêu căn nhà, bạn mong muốn đi du lịch ở đâu, bạn mong muốn có bao nhiêu tiền, bạn mong muốn điều gì. Bạn bắt đầu bằng cái từ bạn thì sẽ thu hút người ta nhiều hơn. Nên cái ngôn từ mà sẽ tạo ra một cái sự cuốn hút cho người khác đó chính là từ gì ạ? Từ bạn. Rồi, cái từ thứ hai mà tôi học tập được nữa, nó chia sẻ anh chị, nó sẽ tạo ra một cái quyền năng thu hút cho người khác, đó chính là từ free, miễn phí, miễn phí. Yên tâm, đây là một khóa học hoàn toàn miễn phí. Đây là một món quà tôi tặng cho anh chị miễn phí. Anh chị đến đây ăn miễn phí. À, anh chị đến du lịch miễn phí. Anh chị dùng cái từ miễn phí, anh chị nhận được phần quà này miễn phí. Dùng cái từ miễn phí thì tự nhiên người ta nghe, người ta cảm thấy rất là sung sướng. Bữa trước tôi đi du lịch với một người bạn của tôi, thì anh ta sau khi mà dẫn tôi đi một đoàn sang Úc xong thì anh lại nói tôi là anh đang offer thêm một tour miễn phí. Thì cả một đoàn rất là tò mò, không biết là mình đang đi miễn phí là đi đâu. Anh mới nói rằng cái tour này đi miễn phí. Chúng tôi hỏi là đi đâu ta anh? Anh nói là đi Vũ Hán. À, thì lúc đó là mọi người cảm thấy rất là bất ngờ. Thôi thì cái tour miễn phí đó chắc không ai dám đi đâu. Nhưng cái từ miễn phí đó làm cho người ta cảm thấy tò mò, cảm thấy cái người mà trao cái từ đó có giá trị. Rồi, cái từ thứ ba mà tôi chia sẻ cho anh chị để giúp cho anh chị có quyền năng và trở nên mạnh mẽ hơn và trở nên thu hút hơn, đó chính là từ now. Bây giờ anh chị sẽ giúp con người mình trở thành người hành động. Và cái khóa học này anh chị phải đăng ký ngay bây giờ. Và để nhận được món quà này anh chị phải làm bây giờ. Hỏi là khi nào anh chị sẽ có mặt đây? Bây giờ. Cái từ bây giờ sẽ tạo nên một cái sự cuốn hút trong cái ngôn từ, trong cái ngôn từ của chúng ta. Cái từ bây giờ, được không ạ? Rồi, cái từ thứ tư đó chính là từ bí mật. Là tôi có một bí mật mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Và bí mật này sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị. Bao nhiêu người trong số anh chị muốn biết bí mật đó? Anh chị hỏi biết cái bí mật gì chưa? Biết cái bí mật gì chưa? Đó chính là cái từ thứ tư, là từ bí mật. Rồi cái từ thứ năm đó chính là từ mới. Mới nè, tao mới có cái này mới nè. Này lâu rồi có cái gì mới không? Hôm nay sao đồ quần áo có cái hàng gì mới về không em? Sao sách này có mới ra không? Sao dạo này có cái gì mới không? Cái từ mới là một cái từ mà con người ta rất là tò mò và rất thích nói về nó. Do đó anh chị có thể sử dụng cái từ mới trong cái lúc giao tiếp của mình để tạo ra con người ta thích cái gì đó mới mẻ. Sao có cái điện thoại mới không? Có nhà mới không? Có công ăn việc làm mới không? Có cái gì mới không? Chia sẻ nghe coi. Do đó hãy nói từ mới. Hoặc là anh chị gặp người ta, anh chị nói là hôm nay tôi nhìn thấy có cái mới nha, có cái mới nha. Thì tự nhiên người ta cảm thấy cái từ đó nó cầm xúc vô cùng. Vì từ thứ năm là từ mới. Như vậy ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh chị 5 từ khóa để chinh phục và mở cửa trái tim của mọi người. Hãy sử dụng 5 cái từ này trong giao tiếp để anh chị thấy được sự bất ngờ nha. Xin cảm ơn. Và nếu anh chị cảm thấy tuyệt vời muốn học thêm những điều tuyệt vời từ Trần Quốc Phúc nữa, hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới. Thank you.